Hỏi đáp vaccine COVID-19, khoảng cách giữa hai mũi tiêm là bao lâu? Hầu hết các vaccine phòng COVID-19 hiện nay đều tiêm hai liều, vậy khoảng cách giữa hai liều là bao lâu? Quá thời gian trên, vaccine liệu còn tác dụng? Đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một số vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm vaccine AstraZeneca do hãng AstraZeneca sản xuất, vaccine Gamcovidvac, tên khác là Sputnik V của GS Sinezil, Liên bang Nga, vaccine COVID-19, Verocell, Inactivate, tên khác là SARS-CoV-2 vaccine, Verocell, Inactivate của Beijing Institute of Biological Products Co. Limited, Trung Quốc, vaccine Comirnaty của hãng Pfizer, vaccine COVID-19 Moderna của hãng Moderna. Lịch tiêm hầu hết các vaccine phòng COVID-19 hiện nay đều tiêm 2 liều, khoảng cách giữa 2 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cụ thể theo quyết định 3588 của Bộ Y tế, vaccine AstraZeneca, mũi 1 cách mũi 2, 8 đến 12 tuần, vaccine Sputnik V, mũi 1 cách mũi 2, 3 tuần, vaccine của Pfizer, mũi 1 cách mũi 2, 3 tuần, vaccine Verocell, mũi 1 cách mũi 2, 3 đến 4 tuần, vaccine của Moderna, mũi 1 cách mũi 2, 4 tuần. Theo các chuyên gia, lý tưởng nhất là mọi người được tiêm vaccine đúng lịch, nhưng nếu chậm trễ, bạn không cần phải bắt đầu tiêm lại và cũng không cần phải hoảng sợ. Nếu mũi thứ hai của bạn bị trì hoãn trong vài ngày hoặc vài tuần, bạn cũng không nên lo lắng về điều đó. Tiến sĩ Dean Lumbeer, trưởng khoa truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học California Davis, nói với Healthline, chẳng hạn, khoảng cách với mũi đầu tiên của vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna có thể lên đến 6 tuần, 42 ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng cách giữa hai liều vaccine là 3 hoặc 4 tuần là lý tưởng. Tuy nhiên, bạn có thể tiêm mũi thứ hai trong vòng 6 tuần kể từ lần tiêm đầu tiên mà vẫn đạt được phản ứng miễn dịch đầy đủ. Điều đó không có nghĩa là mũi thứ hai của bạn sẽ không hiệu quả nếu nó được tiêm sau mũi một hơn 6 tuần. Nó chỉ có nghĩa là các nghiên cứu đã không đo lường cụ thể mức độ bảo vệ mà vaccine hai liều cung cấp khi các mũi tiêm cách nhau hơn 6 tuần. Theo Reuters, một nghiên cứu tại Anh được công bố vào tháng 5 cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer tạo ra phản ứng kháng thể lớn hơn gấp 3,5 lần ở người lớn tuổi khi liều thứ hai được trì hoãn đến 12 tuần sau liều đầu tiên. Nghiên cứu này đánh giá trên 175 người trong độ tuổi 80-99. Tiến sĩ Aminat Han, trưởng nhóm các nhà khoa học của WHO cũng cho biết khoảng cách giữa hai liều vaccine của hầu hết các loại vaccine là 3-4 tuần. Nhưng có một số dữ liệu từ một số loại vaccine như vaccine AstraZeneca cho thấy việc trì hoãn liều thứ hai lên đến 12 tuần thực sự giúp tăng cường miễn dịch tốt hơn. Không quan trọng là sớm vài ngày hay muộn vài ngày, thậm chí vài tuần. Điều quan trọng là phải quay lại và tiêm liều thứ hai vì liều thứ hai là liều giúp tăng cường miễn dịch, chuyên gia nhấn mạnh. Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Bộ Y tế cũng cho biết theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế thì đối với vaccine AstraZeneca cần tiêm 2 mũi vaccine, trong đó mũi 2 cách mũi thứ nhất ít nhất 8-12 tuần. Trong trường hợp thời gian tiêm chậm hơn 12 tuần thì người tiêm cũng không phải tiêm lại từ đầu. Kể cả khi mũi 2 của AstraZeneca được tiêm chậm hơn 12 tuần cũng sẽ không ảnh hưởng hiệu lực của vaccine. Đến nay, chưa có thời gian tối đa của việc chậm tiêm mũi 2 là bao nhiêu.